Về cách cắm rùa thì cắm, anh em cắm nó như này, hơi nghiêng một tí này, và có độ. Chúng tôi. To hai bộ thòng, cái này là cái chân này, ok đã bắt đầu. Xin chào toàn thể anh em nhé, này đánh gà khu này, vừa lấy cái kích thử thì không con nó kêu vào đây được, giờ xuống đây đặt bẫy, chú nào đi trước cầm giỏ đánh. Đây là con gà nó kêu khu này này, trên kia chứ. Cắm xong một bộ này nha. Chỉ cần lấy hai bộ là đủ chơi rồi. Đây còn bộ nữa đang cắm. Con gà này. Đặt con gà rũ quang này, nó dễ quan sát này. Cách cắm rùa thì cắm, anh em cắm nó như này, hơi nghiêng một tí này, và có độ lồng vào nhau một ít này thì con bổi nó sẽ không bước qua được, nó không bước qua khe được. Đây, cắm rồi, cắm bên này, cắm xong rồi. Đấy, đặt xong hai bộ rùa này, một bộ chặn hướng ngoài đây này, chặn hướng nó đến này, còn bộ này quay quanh con gà đây. Đây.
đây con gà đây này, con cái liềm này, giờ đặt máy đây này, nó đặt đây này, nó đặt đây này, che nó lại, ok, đặt máy như này, này quay, cầm cầm cái ni lông cái bộ giò. Quá to quá. Chống cụ. Chào bà con nhé. Đây các bạn này. Đá vào gió đi. Cắm gió mà con. Hai bộ chặn không đúng hướng này. Đây các bạn. Đây.
chống đầu mùa. Sao nào, không có tinh không? Mười các xe thì nó gọi xa. Kia gớm đứng nhanh không bắt rồi. Bốc cả cánh rồi. Vào đạp. Đấy, hắn đi từ trên kia, từ kia vào không dính rùa. Rùa cắm chỗ này. Vơi ra đây. Đây này. Vào lên đây. Lượt quay ra lòng vòng dính. Đây rồi. Cắp lụa lốc. Loại này sợi nó to hơn tí cho nên là không bao giờ nó bị dính một con, nó không bị ấy, không bị hỏng giò, không bị quăn. Xếp dùng loại bé bị quăn, loại to không bị quăn. Xin chào anh em nhé.